Phẩm Bồ Tát Quang Minh Biến Chiếu Cao Quý Đức Vương, phẩm thứ 10, phần 1. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo Đại Bồ Tát Quang Minh Biến Chiếu Cao Quý Đức Vương: "Thiện nam tử, nếu có vị Đại Bồ Tát nào tu hành kinh Đại Niết Bàn này, sẽ được 10 công đức không thể nghĩ bàn, không cùng chia sẻ với hàng Thanh Văn và Phật Bích Chi, khiến người nghe đến đều phải kinh ngạc quái lạ, chẳng phải trong, chẳng phải ngoài, chẳng phải khó, chẳng phải dễ, chẳng phải tướng, chẳng phải không tướng, chẳng phải pháp thế gian không có tướng mạo, thế gian không có được. Những gì là 10 công đức? Trong công đức thứ nhất có 5 điều. Những gì là 5? Một là nghe được những điều không thể nghe, hai là được nghe rồi có thể làm lợi ích, ba là có thể trừ dứt lòng nghi hoặc, bốn là tâm sáng suốt, ngay thẳng, không tà vậy, năm là có thể biết được ý nghĩa sâu kín của Như Lai. Đó là 5 điều trong công đức thứ nhất. Thế nào là nghe được những điều không thể nghe? Đó là nói những ý nghĩa hết sức sâu kín, như tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, Phật Pháp Chư Tăng không có gì khác nhau, tánh tướng của Tam Bảo là thường lạc ngã tịnh, hết thảy chư Phật đều không dứt tất cả, để nhập Niết Bàn mà luôn thường còn không biến đổi. Niết Bàn của Như Lai chẳng phải có, chẳng phải không, chẳng phải hữu vi, chẳng phải vô vi, chẳng phải hữu lậu, chẳng phải vô lậu, chẳng phải sắc, chẳng phải không sắc, chẳng phải tên gọi, chẳng phải không tên gọi, chẳng phải tướng, chẳng phải không tướng, chẳng phải có, chẳng phải không có, chẳng phải vật, chẳng phải không vật, chẳng phải nhân, chẳng phải quả, chẳng phải chờ đợi, chẳng phải không chờ đợi, chẳng phải sáng, chẳng phải tối, chẳng phải xuất, chẳng phải không xuất, chẳng phải thường, chẳng phải không thường, chẳng phải dứt, chẳng phải không dứt, chẳng phải khởi đầu, chẳng phải kết thúc, chẳng phải quá khứ, chẳng phải tương lai, chẳng phải hiện tại, chẳng phải các ấm, chẳng phải không các ấm, chẳng phải các nhập, chẳng phải không các nhập, chẳng phải các giới, chẳng phải không các giới, chẳng phải 12 nhân duyên, chẳng phải không 12 nhân duyên." Các pháp như vậy là hết sức sâu kín, từ trước vị Bồ Tát ấy chưa từng nghe được mà nay có thể nghe được. Lại nữa, không thể nghe, đó cũng là nói tất cả kinh sách của ngoại đạo như bốn bộ luận Tỳ Đà, luận Tỳ Già La, luận Vệ Thế Sư, luận Ca Tỳ La, cùng tất cả những chú thuật y phương kỹ nghệ, nhật thực nguyệt thực tinh tú vận chuyển, sách địa lý sấm ký. Những thứ kinh sách ấy từ trước chưa từng nghe được ý nghĩa sâu kín, nay ở trong kinh Đại Niết Bàn này đều được nghe biết rõ. Lại nữa, trong 11 bộ kinh trừ kinh Tỳ Phật Lược cũng không có nghĩa sâu kín như thế này. Này, nhân nơi kinh này mà được biết những nghĩa ấy, thiện nam tử, đó gọi là nghe được những điều không thể nghe. Thế nào là nghe rồi có thể làm lợi ích? Những ai có thể nghe và tin nhận kinh Đại Niết Bàn này ắt đều có thể rõ biết đầy đủ những nghĩa rất sâu của hết thảy kinh điển Phương Đẳng Đại Thừa. Ví như người đàn ông hay đàn bà khi nhìn vào tấm gương sáng sạch, liền thấy được rõ ràng hình sắc dáng vẻ của họ. Kinh Đại Niết Bàn cũng như tấm gương sáng, vị Bồ Tát cầm gương ấy liền thấy rõ được ý nghĩa rất sâu của kinh điển Đại Thừa. Lại như người ở trong nhà tối cầm cây đuốc lớn liền soi thấy rõ hết thảy mọi vật. Kinh Đại Niết Bàn cũng như cây đuốc, Bồ Tát cầm đuốc ấy liền thấy được ý nghĩa sâu xa khó hiểu của Đại Thừa. Lại như khi mặt trời hiện ra, có cả muôn ngàn tia sáng, ắt có thể soi rõ cả những chỗ tối tăm trong rừng núi, khiến hết thảy mọi người đều thấy được mọi vật ở xa. Mặt trời trí tuệ thanh tịnh Đại Niết Bàn này cũng vậy, soi rõ những chỗ sâu xa kín đáo của Đại Thừa, khiến cho người theo hai thừa có thể từ xa nhìn thấy Phật Đạo. Vì sao vậy? Vì có thể nghe và tiếp nhận kinh điển vi diệu Đại Niết Bàn này. Thiện nam tử, nếu có vị Bồ Tát Ma Ha Tát nào nghe và tin nhận kinh Đại Niết Bàn này, liền biết được tên gọi của hết thảy các pháp. Nếu có thể sao chép tụng đọc thông suốt vì người khác mà giảng rộng, suy xét ý nghĩa trong kinh, ắt rõ biết được nghĩa lý của hết thảy các pháp. Thiện nam tử, người nghe và tin nhận kinh này chỉ biết được tên gọi, không biết được ý nghĩa. Nếu hút sao chép tụng đọc vì người khác giảng rộng, suy xét ý nghĩa trong kinh, ắt có thể biết được nghĩa. Lại nữa, thiện nam tử, người vừa nghe qua kinh này, tuy biết rằng tự mình có tánh Phật nhưng không thể thấy được. Nếu sao chép tụng đọc vì người khác giảng rộng, suy xét ý nghĩa trong kinh, ắt có thể thấy được tánh Phật. Người nghe qua kinh này, tuy có nghe tên gọi pháp bố thí nhưng không thể thấy pháp bố thí ba la mật. Nếu sao chép tụng đọc vì người khác giảng rộng, suy xét ý nghĩa trong đó, ắt có thể thấy được pháp bố thí ba la mật cho đến trí tuệ ba la mật cũng vậy.
Thiện Nam Tử Bồ Tát Maha Tát, nếu có thể nghe được kinh Đại Niết Bàn này, ắt rõ biết các pháp và ý nghĩa của pháp, đầy đủ hai đức không ngần ngại đối với các Sa Môn, Bà La Môn hoặc chư thiên mà phạm thiên, hết thảy các loài trong thế gian đều không có sự sợ sệt, có thể mở mang chỉ bày phân biệt 12 bộ kinh, dễ thuyết ý nghĩa không chút sai lệch, không nghe nơi người khác mà có thể tự rõ biết đến gần quả vị A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Thiện Nam Tử, đó gọi là nghe rồi có thể làm lợi ích. Thế nào là có thể trừ dứt lòng nghi hoặc? Lòng nghi có hai loại, một là nghi tên gọi, hai là nghi ý nghĩa. Người nghe qua kinh này dứt được lòng nghi về tên gọi, người suy xét ý nghĩa kinh này dứt được lòng nghi về ý nghĩa. Lại nữa, Thiện Nam Tử có năm mối nghi, một là nghi việc Phật có chắc chắn nhập Niết Bàn hay không, hai là nghi việc Phật có thường trụ hay không, ba là nghi việc Phật có phải chân lạc hay không, bốn là nghi việc Phật có phải chân tịnh hay không, năm là nghi việc Phật có phải chân ngã hay không. Người nghe qua kinh này liền dứt trừ mãi mãi mối nghi về việc Phật nhập Niết Bàn. Nếu sao chép tụng đọc vì người khác giảng rộng, suy xét ý nghĩa trong kinh thì mãi mãi dứt trừ được cả bốn mối nghi kia. Lại nữa, Thiện Nam Tử có ba việc nghi, một là nghi việc có thừa thanh văn hay không, hai là nghi việc có thừa duyên giác hay không, ba là nghi việc có Phật thừa hay không. Người nghe qua kinh này cả ba việc nghi ấy liền dứt sạch. Nếu sao chép tụng đọc vì người khác giảng rộng, suy xét ý nghĩa trong kinh, ắt có thể biết rõ rằng tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Lại nữa, Thiện Nam Tử, như có những chúng sinh không được nghe kinh Đại Niết Bàn này thì trong lòng có nhiều sự nghi hoặc, như là thường hay vô thường, lạc hay bất lạc, tịnh hay bất tịnh, ngã hay vô ngã, mạng hay chẳng phải mạng, chúng sanh hay chẳng phải chúng sanh, rốt ráo hay không rốt ráo, hoặc đời khác, hoặc đời đã qua, hoặc có, hoặc không, hoặc khổ, hoặc chẳng phải khổ, hoặc tập, hoặc chẳng phải tập, hoặc diệt, hoặc chẳng phải diệt, hoặc đạo, hoặc chẳng phải đạo, hoặc pháp, hoặc chẳng phải pháp, hoặc thiện, hoặc chẳng phải thiện, hoặc không, hoặc chẳng phải không. Ngay khi nghe được kinh này, những sự nghi hoặc như thế ắt đều dứt sạch. Lại nữa, Thiện Nam Tử, như có người không được nghe kinh này trong lòng lại có đủ mọi sự nghi hoặc, như là sắc có phải là ta hay chăng, thọ tưởng hạnh thức có phải là ta hay chăng, là con mắt có thể nhìn thấy hay bản ngã nhìn thấy, cho đến là thức có thể nhận biết hay bản ngã nhận biết, là sắc thọ báo hay bản ngã thọ báo, cho đến là thức thọ báo hay bản ngã thọ báo, là sắc đi đến một đời sống khác hay bản ngã đi đến đời sống khác, cho đến là thức cũng nghi hoặc như vậy. Lại nghi về việc pháp sanh tử có khởi đầu có kết thúc, hay là không có khởi đầu không có kết thúc. Người được nghe qua kinh này rồi thì những sự nghi hoặc như thế cũng đều được dứt hẳn. Lại có người nghi ngờ rằng những kẻ nhất thiện đề, kẻ phạm bốn giới cấm nặng, tạo năm tội nghịch, phỉ báng kinh phương đẳng, những kẻ như vậy có tánh Phật hay không có tánh Phật. Người được nghe qua kinh này rồi thì những sự nghi hoặc như thế đều được dứt hẳn. Lại có người nghi rằng thế gian là giới hạn hay không giới hạn, có các thế giới mười phương hay không có các thế giới mười phương. Người được nghe qua kinh này rồi thì những sự nghi hoặc như thế cũng đều được dứt hẳn. Như vậy gọi là có thể dứt trừ lòng nghi hoặc. Thế nào là tâm sáng suốt ngay thẳng không tà vậy? Nếu trong lòng có nghi ngờ, ắt chỗ thấy biết không chân tránh, hết thảy người thế gian nếu không được nghe kinh điển vi diệu Đại Niết Bàn này thì chỗ thấy biết đều sai lệch tà vậy. Cho đến hành thanh văn Phật Bích Chi, chỗ thấy biết cũng đều sai lệch. Thế nào gọi là chỗ thấy biết sai lệch tà vậy của tất cả người thế gian? Trong chỗ hữu lậu mà thấy có thường lạc ngã tịnh, đối với Như Lai mà thấy là vô thường, khổ, bất tịnh, vô ngã, thấy có chúng sinh, mạng sống, chỗ thấy biết cho rằng có cõi trời, phi hữu tưởng, phi vô tưởng là Niết Bàn, thấy vị trời tự tại có tám thánh đạo, có chấp có, chấp đoạn diệt. Những chỗ thấy như vậy gọi là sai lệch tà vậy. Bồ Tát Ma Ha Tát đều nghe được kinh Đại Niết Bàn này, tu tập và thực hành thánh hạnh, ắt dứt trừ được những chỗ thấy sai lệch tà vậy như vậy. Thế nào gọi là chỗ thấy biết sai lệch tà vậy của hàng thanh văn duyên giác? Họ thấy Bồ Tát từ cung trời đâu xuất xuống, cưỡi voi trắng giáng thần vào thai mẹ, có cha là Tịnh Phạn, mẹ là Ma Gia ở thành Ca Tỳ La. Ngài ở trong thai đủ 10 tháng rồi sanh ra, khi ngài sanh ra chưa rơi xuống đất thì có Đế Thích đón lấy giữa hư không. Có hai vị Long Vương là Nan Đà và Bạt Nan Đà phun nước tắm. Đại Quỷ Thần Vương là Mani Bạt Đà cầm lọng báu đứng hầu phía sau. Thần đất hóa ra hoa đỡ dưới chân ngài. Ngài đi theo đủ bốn hướng, mỗi hướng 7 bước.
Khi đến thiên miếu, các tượng chư thiên đều đứng dậy nghênh tiếp. Vị tiên A Tư Đà bế ngài lên xem tướng. Xem tướng xong liền sanh lòng buồn đau thảm thiết, tự đau xót rằng mình sắp qua đời, không được thấy Phật đạo hương thịnh. Họ cũng thấy Bồ Tát theo thầy học sử sách toán pháp, bắn tên, cưỡi ngựa, địa lý, sấm ký, các môn kỹ nghệ. Ngài ở trong cung có 60.000 cung nữ để giúp vui. Ngài ra khỏi thành dạo chơi quan sát, đến vườn Ca Tỳ La, trên đường gặp người già yếu cho đến vị sa môn mặc pháp phục mà đi. Khi trở về trong cung, Ngài thấy hình thể và dung mạo của các cung nữ dường như những bộ xương khô. Cung điện hiện có chẳng khác gì gò mộ trong bãi tha ma. Ngài nhàm chán muốn xuất gia, giữa đêm bên vượt thành tìm đến chỗ những vị đại tiên nhân như các ông Uất Đà Già, A La La, nghe dạy về cảnh giới của thức và cảnh giới phi hữu tưởng, phi vô tưởng. Nghe như vậy rồi, Ngài quan sát kỹ những cảnh giới ấy, thấy cũng là vô thường, khổ, bất tịnh, vô ngã, liền từ bỏ mà đến dưới cội cây tu khổ hạnh đủ 6 năm. Sau đó biết rằng khổ hạnh như thế không thể thành tựu A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề, Bồ Tát liền đi đến sông A Lợi Bạt Đề tắm rửa sạch sẽ, rồi thọ nhận món cháo sữa do cô gái chăn bò phụng hiến. Dùng cháo xong, Ngài đến ngồi dưới gốc cây Bồ Đề phá ma 3 tuần, thành tựu quả A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề ở thành Ba La Nại. Ngài vì 5 vị tỳ kheo mà truyền bánh gia pháp lần đầu tiên, cho đến khi tại thành Câu Thi Na này thị hiện Niết Bàn. Những chỗ thấy như vậy của hàng thanh văn duyên giác gọi là sai lệch tà vậy. Thiện nam tử Bồ Tát Ma Ha Tát nghe và thọ nhận kinh Đại Niết Bàn này ắt được dứt trừ những chỗ thấy biết như vậy. Nếu có thể sao chép đọc tụng kinh này thông suốt vì người khác giảng nói, suy xét nghĩa kinh ắt được chỗ thấy biết ngay thẳng không sai lệch tà vậy. Thiện nam tử Bồ Tát Ma Ha Tát tu hành kinh Đại Niết Bàn này biết rõ rằng từ vô lượng kiếp đến nay, Đức Bồ Tát chẳng hề giáng thần từ cung đâu xuất vào thai mẹ, cho đến cũng không có việc nhập Niết Bàn tại thành Câu Thi Na này. Đó gọi là chỗ thấy biết ngay thẳng của hàng Bồ Tát Ma Ha Tát. Thế nào là có thể hiểu được ý nghĩa sâu kín của Như Lai? Đó là những ý nghĩa về Đại Bát Niết Bàn, là tất cả chúng sanh đều có tánh Phật nhưng phải sám hối 4 giới cấm nặng, trừ bỏ lòng chê bai giáo pháp, dứt hết 5 tội nghịch, trừ bỏ tâm bất tín, sau đó mới chứng đắc quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Như vậy gọi là những ý nghĩa rất sâu xa, kín đáo. Này thiện nam tử, vì sao gọi là ý nghĩa rất sâu xa? Tuy biết chúng sanh thật không có tự ngã, nhưng nghiệp quả trong tương lai không hề dứt mất. Tuy biết rằng năm ấm tan rã trong đời này, nhưng nghiệp lành nghiệp dữ đều chẳng mất. Tuy có các nghiệp nhưng không có người tạo tác, tuy có chỗ đến nhưng không có người đi đến, tuy có sự trói buộc nhưng không có người bị trói buộc, tuy có Niết Bàn nhưng không có người nhập Niết Bàn. Đó gọi là ý nghĩa rất sâu kín. Lúc ấy Bồ Tát Ma Ha Tát quang minh biến chiếu cao quý Đức Vương bạch Phật: Thế Tôn, theo như con hiểu nghĩa Phật đã dạy về chỗ nghe và không nghe thì không phải như thế. Vì sao vậy? Nếu pháp là có liền phải xác định là có, nếu pháp là không liền phải xác định là không. Cái không lẽ ra chẳng sanh, cái có lẽ ra chẳng diệt. Như có nghe tức là nghe, không nghe tức là không nghe, vì sao nói rằng nghe được những điều không thể nghe? Bạch Thế Tôn, nếu không thể nghe đó là không nghe, nếu đã nghe rồi xét cho cùng cũng là không nghe. Vì sao vậy? Vì đã nghe rồi nên hiện nay không nghe. Vì sao nói rằng nghe được những điều không thể nghe? Ví như có người đi, khi đến rồi ắt là không đi, khi đang đi ắt là không đến, cũng như khi đã sanh rồi là không có sự sanh, nếu không sanh cũng không có sự sanh, khi đạt được rồi là không còn gì để được, nếu không đạt được cũng là không được. Khi nghe rồi là không còn sự nghe, nếu không nghe cũng là không nghe, ý nghĩa đều là như vậy. Bạch Thế Tôn, nếu không nghe cũng là nghe, thì tất cả chúng sanh chưa có Bồ Đề lẽ ra phải có, chưa được Niết Bàn lẽ ra phải được, chưa thấy tánh Phật lẽ ra phải thấy. Vì sao Như Lai nói rằng hàng Bồ Tát ở 10 trụ địa tuy thấy tánh Phật nhưng chưa thấy được rõ ràng? Thế Tôn, nếu không nghe cũng là nghe, Như Lai trong quá khứ từng được nghe chánh pháp từ nơi ai? Nếu là được nghe, sao trong kinh A Hàm Như Lai nói rằng không có thầy dạy? Nếu không nghe là không nghe, mà Như Lai thành tựu quả A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề, thì tất cả chúng sanh không nghe là không nghe, lẽ ra cũng đều thành tựu quả A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Nếu Như Lai chưa nghe kinh Đại Niết Bàn này mà thấy được tánh Phật, thì tất cả chúng sanh chưa nghe kinh này lẽ ra cũng phải thấy được tánh Phật. Bạch Thế Tôn, phàm là hình sắc thì hoặc có thể thấy hoặc không thể thấy, âm thanh cũng vậy, hoặc có thể nghe
hoặc không thể nghe. Đại Niết Bàn này chẳng phải hình sắc, chẳng phải âm thanh, sao lại nói rằng có thể thấy, có thể nghe? Bạch Thế Tôn, quá khứ đã dứt rồi nên không thể nghe, tương lai chưa đến nên cũng không thể nghe. Và lúc đang nghe trong hiện tại cũng không gọi là nghe, vì vừa nghe rồi thì âm thanh liền diệt mất, nên xét cho cùng là không thể nghe. Đại Niết Bàn này cũng không thuộc về quá khứ, tương lai, hiện tại. Nếu không thuộc về quá khứ, tương lai, hiện tại thì không thể thuyết giảng. Nếu không thể thuyết giảng, ắt là không thể nghe. Vì sao Như Lai nói rằng Bồ Tát tu hành kinh Đại Niết Bàn này nghe được những điều không thể nghe? Lúc ấy Đức Thế Tôn khen ngợi Bồ Tát Ma Ha Tát Quang Minh Biến Chiếu Cao Quý Đức Vương: lành thay thiện nam tử, nơi ông biết rõ rằng tất cả các pháp dường như ảo hóa, như tia lửa lóe ra, như cảnh thành quét biến hóa, như hình vẽ trên nước, lại cũng như bọt sóng bọt nước, như thân cây chuối rỗng không chẳng thật, chẳng phải mạng sống, chẳng phải ta, không khổ không vui, đồng như chỗ thấy biết của hàng Bồ Tát ở 10 trụ địa. Lúc ấy giữa đại chúng bỗng trong khoảnh khắc xuất hiện ánh hào quang rực rỡ. Trong ánh hào quang ấy không phải màu xanh lại thấy là xanh, không phải màu vàng lại thấy là vàng, không phải màu đỏ lại thấy là đỏ, không phải màu trắng lại thấy là trắng, không có hình sắc lại thấy là hình sắc, không phải sáng tỏ lại thấy là sáng tỏ, không phải sự thấy mà lại nhìn thấy. Bấy giờ đại chúng thấy hào quang ấy rồi, thân tâm đều khoái lạc như vị tỳ kheo nhập phép thiền định sư tử vương. Đại Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi liền bạch Phật: Thế Tôn, nay ánh hào quang này là do ai phát ra? Lúc ấy Đức Như Lai lặng thinh chẳng nói. Bồ Tát Ca Diếp lại hỏi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi: do nhân duyên gì mà có ánh hào quang này chiếu soi đại chúng? Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lặng thinh chẳng đáp. Lúc ấy Bồ Tát Vô Biên Thân lại hỏi Bồ Tát Ca Diếp: ánh hào quang hôm nay là của ai vậy? Bồ Tát Ca Diếp lặng thinh chẳng đáp. Bồ Tát Tịnh Trụ Phương Tử lại hỏi Bồ Tát Vô Biên Thân: do nhân duyên gì mà trong đại chúng có ánh hào quang này? Bồ Tát Vô Biên Thân lặng thinh chẳng đáp. Cứ như vậy 500 vị Bồ Tát lần lượt hỏi nhau nhưng chẳng ai trả lời. Bấy giờ Đức Thế Tôn hỏi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi: do nhân duyên gì mà trong đại chúng có ánh hào quang này? Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đáp: bạch Thế Tôn, hào quang ấy gọi là trí tuệ. Trí tuệ tức là thường trụ, pháp thường trụ, không do nhân duyên. Sao Phật lại hỏi do nhân duyên gì có hào quang ấy? Hào quang ấy gọi là Đại Niết Bàn. Đại Niết Bàn tức là thường trụ, pháp thường trụ, không do nhân duyên. Sao Phật lại hỏi do nhân duyên gì có hào quang ấy? Hào quang ấy tức là Như Lai. Như Lai tức là thường trụ, pháp thường trụ, không do nhân duyên. Sao Phật lại hỏi nơi nhân duyên? Hào quang ấy gọi là Đại Từ Đại Bi. Đại Từ Đại Bi gọi là thường trụ, pháp thường trụ, không do nhân duyên. Sao Phật lại hỏi nơi nhân duyên? Hào quang ấy tức là nghĩ nhớ đến Phật. Nghĩ nhớ đến Phật gọi là thường trụ, pháp thường trụ, không do nhân duyên. Sao Phật lại hỏi nơi nhân duyên? Hào quang ấy là đạo không chung cùng với hết thảy hàng thanh văn duyên giác. Đạo chẳng chung cùng với thanh văn duyên giác tức là thường trụ, pháp thường trụ, không do nhân duyên. Sao Phật lại hỏi nơi nhân duyên? Bạch Thế Tôn, thật cũng có nhân duyên, đó là nhân dứt trừ vô minh, liền thắp sáng được ngọn đèn A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề. Phật dạy: Văn Thù Sư Lợi, nay ông chớ nên đi vào ý nghĩa rốt ráo sâu xa nhất của các pháp, hãy theo ý nghĩa chân thật tương đối của thế gian mà giảng nói về hào quang ấy. Văn Thù Sư Lợi thưa: bạch Thế Tôn, về phương đông của thế giới này, trải qua số thế giới nhiều như số cát của 20 sông Hằng, có một thế giới Phật tên là Bất Động. Nơi ở của Đức Phật tại thế giới ấy, hai bề ngang dọc đều rộng đủ 12.000 do tuần. Nơi đất, mặt đất nơi cõi ấy bằng bảy báu, không có các loại đất đá, bằng phẳng mềm mại, không có hầm hố. Cây cối nơi ấy đều do bốn món báu tạo thành, hoa quả tùm tươi tốt, mùa nào cũng có. Chúng sanh ngửi được mùi thơm của hoa thì thân tâm an lạc như vị tỳ kheo vào cảnh thiền thứ ba. Bao quanh cõi ấy lại có 3.000 con sông lớn, nước sông bầu nhiệm, có đủ 8 vị. Chúng sanh tắm trong nước sông ấy liền được vui vẻ khoái lạc như vị tỳ kheo vào cảnh thiền thứ hai. Các sông ấy có rất nhiều đủ mọi hoa, như hoa Yêu Bát La, hoa Ba Đầu Ma, hoa Câu Vật Đầu, hoa Phân Đà Lợi, hoa hương loại lớn, hoa Vi Diệu Hương, hoa thường. Các loại hoa không cần tất cả chúng sanh che chở bảo vệ. Hai bên bờ sông cũng có đủ các loại hoa, như hoa A Đề Mục Đa Già, hoa Chiêm Bà, hoa Ba Trá La, hoa Bà Sư Ca, hoa Ma Lợi Ca, hoa Ma Lợi Ca loại lớn, hoa Tân Ma Lợi Ca, hoa Tu Ma Na, hoa Do Đề Ca, hoa Đàn Nậu Ca Lợi, hoa thường.
Các loại hoa không cần tất cả chúng sanh che chở bảo vệ. Đáy sông đầy cát bằng vàng, có bốn bậc thang đi lên bằng vàng, bạc, lưu ly, pha lê đủ màu. Có nhiều loài chim tụ tập, vui đùa trên bờ sông. Lại có vô số cọp sói sư tử và các giống thú dữ, chim dữ, nhưng chúng nhìn nhau hiền hậu và thương nhau như mẹ con. Trong thế giới ấy không có một người nào phạm các điều trọng cấm hoặc phỉ báng chánh pháp, cũng không có những kẻ nhất thiền đề, không có năm tội nghịch. Thế giới ấy điều hòa thích hợp, không có những nỗi khổ vì nóng lạnh đói khát, không có những mối tham dục, giận tức, lười nhác, buông thả, ghen ghét, ganh tị, không có mặt trời, mặt trăng, ban ngày, ban đêm, không phân biệt thời tiết, giống như ở cõi trời đang lợi, cõi trời thứ hai trong dục giới. Nhân dân ở thế giới ấy đều có hào quang, hết thảy đều không có lòng kiêu mạn, tất cả đều là những vị đại sĩ Bồ Tát, đều đã chứng đắc thần thông, đầy đủ công đức lớn, lòng tôn trọng chánh pháp, nương theo đại thừa, yêu mến, nghĩ nhớ đến đại thừa, ham thích đại thừa, trân trọng gìn giữ đại thừa, thể đều thành tựu trí tuệ lớn lao, được phép đại tổng trì, trong lòng thường thương xót tất cả chúng sanh. Đức Phật nơi ấy hiệu là Mãn Nguyệt Quang Minh Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian dài, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn, tùy nơi an trụ mà ngài tuyên giảng chánh pháp, chúng sanh ở cõi ấy thảy đều được nghe. Đức Phật ấy đã vì đại Bồ Tát Lưu Ly Quang mà tuyên giảng kinh Đại Niết Bàn này. Ngài dạy thiện nam tử, nếu Bồ Tát Ma Ha Tát có thể tu hành kinh Đại Niết Bàn thì đối với những điều không thể nghe đều có thể nghe được. Đại Bồ Tát Lưu Ly Quang thưa hỏi Phật Mãn Nguyệt Quang Minh cũng không khác với câu hỏi của Bồ Tát Ma Ha Tát Quang Minh biến chiếu cao quý Đức Vương ở cõi này. Phật Mãn Nguyệt Quang Minh liền dạy Bồ Tát Lưu Ly Quang rằng: Thiện nam tử, về phương Tây của thế giới này, cách đây số cõi Phật, nhiều như số cát của 20 sông Hằng, có một thế giới tên là Ta Bà. Cõi ấy có nhiều đồi núi gò nồng, đất cát, đá sỏi, gai góc và trông độc đầy rẫy khắp nơi, thường có những nỗi khổ vì đói khát, nóng lạnh. Nhân dân ở cõi ấy không biết cung kính hàng Sa Môn, Bà La Môn, cha mẹ, thầy dạy, họ tham đắm những việc không đúng pháp, ưa muốn những việc không đúng pháp, tu hành theo tà pháp, chẳng tin vào chánh pháp, tuổi thọ ngắn ngủi. Có những kẻ làm việc gian trá bị phép vua trừng phạt. Những vị vua tuy có đất đai cai trị nhưng không thấy thỏa mãn, nhìn sang nước của vua khác mà sanh lòng tham muốn, rồi khởi binh đánh nhau, người chết oan rất nhiều. Bậc vua chúa làm việc không đúng pháp như thế, các vị thiện thần ở bốn cõi trời không có lòng hoan hỉ, cho nên giáng xuống nạn hạn hán, lúa thóc mất mùa, nhân dân nhiều bệnh tật, khổ não vô cùng. Nơi cõi ấy có Đức Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian dài, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Vì lòng đại bi thuần hậu, thương xót chúng sanh, nên ngài ở tại thành Câu Thi Na, trong rừng có cây sa la mọc sóng đôi mà giảng rộng với đại chúng kinh Đại Niết Bàn này. Cõi ấy có vị Bồ Tát tên là Quang Minh Biến Chiếu Cao Quý Đức Vương, cũng thưa hỏi về việc này giống như lời ông hỏi. Nay Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sắp trả lời câu hỏi ấy, ông mau đến đó tự nhiên sẽ được nghe. Bạch Thế Tôn, Bồ Tát Lưu Ly Quang nghe vậy rồi liền cùng với 84.000 vị đại Bồ Tát sắp đến đây, cho nên trước hết hiện ra điểm lành, do nhân duyên ấy mà có ánh hào quang này, như thế gọi là nhân duyên cũng không phải nhân duyên. Lúc ấy Bồ Tát Lưu Ly Quang cùng 84.000 vị đại Bồ Tát thảy đều cầm phướn, lọng, hương hoa, chuỗi anh lạc, các món kỹ nhạc tốt đẹp thủ thắng hơn nhiều lần so với các món đã được cúng dường ở pháp hội này trước đây. Tất cả cùng đến thành Câu Thi Na, chỗ hai cây sa la mọc sóng đôi, mang các thức cúng dường dâng lên phụng hiến Phật, cúi đầu và mặt lễ bái sát chân Phật, chắp tay cung kính đi nhiễu quanh theo chiều bên phải ba vòng. Lễ kính xong, các vị đều ngồi sang một bên. Bấy giờ Đức Thế Tôn hỏi các vị Bồ Tát kia: Thiện nam tử, các ông đến đây như vậy là có sự đi đến hay không có sự đi đến? Bồ Tát Lưu Ly Quang thưa: Bạch Thế Tôn, có đi đến cũng chẳng đến, không đi đến cũng chẳng đến, chúng con quán xét trong nghĩa này hoàn toàn không có việc đến đây. Bạch Thế Tôn, nếu các hành là thường cũng không có việc đến đây, nếu là vô thường lại cũng không có việc đến đây. Nếu người thấy có tánh chúng sanh thì có việc đến hay không đến? Chúng con nay không thấy có tánh nhất định của chúng sanh, làm sao nói rằng có việc đến hay không đến? Kẻ có lòng kiêu mạn liền thấy rằng có đi có đến. Người không có lòng kiêu mạn ắt không có đi, không có đến. Người chấp giữ các hành thì thấy rằng có đi có đến. Người không chấp giữ các hành ắt không có đi, không có đến. Nếu thấy rằng Đức Như Lai dứt hết tất cả mà nhập Niết Bàn, ắt là có đi có đến.
Nếu thấy Đức Như Lai không dứt hết tất cả mà nhập Niết Bàn thì không có đi, không có đến. Không nghe biết tánh Phật ắt là có đi có đến. Người nghe biết được tánh Phật thì không có đi không có đến. Nếu thấy hàng thanh văn và Phật Bích Chi có Niết Bàn ắt là có đi có đến. Nếu không thấy thanh văn và Phật Bích Chi có Niết Bàn thì không có đi không có đến. Nếu thấy hàng thanh văn và Phật Bích Chi là thường lạc ngã tịnh ắt là có đi có đến. Nếu người không thấy như vậy thì không có đi không có đến. Nếu thấy Như Lai không có thường lạc ngã tịnh ắt là có đi có đến. Nếu thấy Như Lai là thường lạc ngã tịnh ắt là không có đi không có đến. Bạch Thế Tôn, xin hãy tạm các việc đó lại. Này còn có chỗ muốn thưa hỏi, xin Như Lai rủ lòng thương xót cho phép con được hỏi. Phật dạy, thiện nam tử, ông cứ tùy ý mà hỏi, nay chính là lúc thích hợp, ta sẽ vì ông mà phân biệt giảng thuyết. Vì sao vậy? Chư Phật thật khó gặp, cũng như hoa ưu đàm, chánh pháp cũng vậy, rất khó được nghe. Trong 12 bộ kinh, kinh Phương Đẳng lại càng khó được nghe hơn hết, cho nên phải hết lòng lắng nghe và nhận lãnh. Lúc ấy, Bồ Tát Maha Tát Liêu Ly Quang được Phật cho phép và ân cần răn dạy, liền bạch Phật rằng, bạch Thế Tôn, vì sao Bồ Tát Maha Tát tu hành kinh Đại Niết Bàn lại nghe được những điều không thể nghe? Bấy giờ Đức Như Lai ngợi khen rằng, lành thay, thiện nam tử, nay ông muốn thấu triệt kinh điển Đại Thừa Đại Niết Bàn sâu rộng như biển lớn này, lại gặp được ta có thể khéo léo giảng thuyết. Nay ông đang bị trúng mũi tên độc nghi ngờ, ta là vị đại lương y có thể khéo nhổ mũi tên ấy ra. Ông đối với tánh Phật chưa được sáng rõ, ta có ngọn đuốc trí tuệ có thể vì ông soi sáng. Nay ông muốn vượt qua dòng sông lớn sanh tử, ta có thể vì ông làm vị đại thuyền sư. Ông đối với ta sanh ý tưởng xem như cha mẹ, ta đối với ông cũng có lòng thương như con đẻ. Nay lòng ông ham muốn chánh pháp, lại gặp được Như Lai có nhiều của quý sắp ban cho ông. Hãy lắng nghe cho kỹ, hãy nghe cho kỹ và hãy suy xét cho rõ. Ta sẽ vì ông mà phân biệt giảng thuyết. Thiện nam tử, nay ông muốn được nghe pháp thật là đúng lúc. Nếu được nghe pháp rồi, nên sanh tâm cung kính tin theo, hết lòng lắng nghe và nhận lãnh, tôn trọng cung kính. Đối với chánh pháp, đừng tìm chỗ lỗi lầm, đừng nhớ nghĩ những sự tham dục sân khỏe ngu si, đừng xét tìm những chỗ tánh nết tốt xấu của người thuyết pháp. Đừng nghe pháp rồi đừng sanh lòng kiêu mạn. Được nghe pháp rồi đừng sanh lòng kiêu mạn. Đừng vì sự cung kính danh dự hay lợi dưỡng, hãy vì sự cứu độ thế gian, vì lợi ích của món cam lộ chánh pháp. Cũng đừng sanh ý nghĩ rằng ta được nghe pháp rồi trước tiên sẽ tự độ mình, sau đó mới độ người khác. Được trước tiên sẽ giải thoát cho mình, sau đó mới giải thoát cho người khác. Trước tiên sẽ tự an ổn cho mình, sau đó mới làm an ổn người khác. Trước tiên sẽ tự mình có Niết Bàn, sau đó mới khiến cho người khác được Niết Bàn. Đối với Phật Pháp và Chư Tăng, nên sanh ý tưởng bình đẳng như nhau. Đối với cuộc sanh tử, nên sanh ý tưởng cho là hết sức khổ não. Đối với Đại Niết Bàn, nên sanh ý tưởng là thường lạc ngã tịnh. Trước hết nên vì người khác, sau đó mới vì bản thân mình. Nên vì Đại Thừa, đừng vì hai thừa Thanh Văn và Duyên Giác. Đối với tất cả các pháp, nên không có chỗ trụ, cũng đừng chuyên chấp vào tướng trạng của tất cả các pháp. Đối với các pháp, đừng sanh lòng tham muốn, thường sanh những ý tưởng rõ biết pháp, thấy pháp. Thiện nam tử, nếu ông có thể giữ tâm như vậy mà hết lòng nghe pháp thì có thể gọi là nghe được những điều chưa nghe. Thiện nam tử, có các trường hợp là không nghe cũng là nghe, không nghe là không nghe, nghe cũng là không nghe và nghe là nghe. Thiện nam tử, cũng giống như các trường hợp không sanh cũng là sanh, không sanh là không sanh, sanh cũng là không sanh và sanh là sanh. Hoặc như không đến cũng là đến, không đến là không đến, đến cũng là không đến và đến là đến. Bồ Tát Liêu Ly Quang thừa hỏi, bạch Thế Tôn, thế nào là không sanh cũng là sanh? Phật dạy, thiện nam tử, khi Bồ Tát trụ nơi lý, trụ yên nơi lý chân thật của thế gian, lúc thị hiện vừa ra khỏi bào thai, đó gọi là không sanh cũng là sanh. Lại hỏi, còn thế nào là không sanh là không sanh? Phật dạy, thiện nam tử, đại niết bàn này không hề có tướng sanh, đó gọi là không sanh là không sanh. Lại hỏi, thế nào là sanh cũng là không sanh? Phật dạy, thiện nam tử, theo lẽ chân thật tương đối của thế gian thì lúc chết đi gọi là sanh cũng là không sanh. Lại hỏi, thế nào gọi là sanh là sanh? Phật dạy, thiện nam tử, hết thảy phàm phu đều thuộc về trường hợp sanh là sanh. Vì sao vậy? Vì sự sanh này nối tiếp sự sanh kia không hề gián đoạn, hết thảy các pháp hữu lậu trong từng giây phút đều sanh ra nên gọi rằng sanh là sanh.
Hàng Bồ Tát trụ ở địa vị thứ tư thì sanh cũng là không sanh. Vì sao vậy? Vì sanh ra một cách tự do tùy ý nên gọi là sanh cũng là không sanh. Thiện nam tử, như vậy gọi là những pháp trong Phật Pháp. Còn thế nào là những pháp ngoài Phật Pháp? Đó là các trường hợp chưa sanh cũng là sanh, chưa sanh là chưa sanh, sanh cũng là chưa sanh và sanh là sanh. Thiện nam tử, ví như hạt giống chưa nảy mầm, được có đủ bốn đại hòa hợp, được người già cùng chăm sóc, sau đó mới sanh ra mầm. Như vậy gọi rằng chưa sanh cũng là sanh. Thế nào gọi là chưa sanh là chưa sanh? Ví như hạt giống bị hỏng cùng với hạt giống chưa gặp đủ điều kiện nhân duyên. Các trường hợp như vậy gọi rằng chưa sanh là chưa sanh. Thế nào là sanh cũng là chưa sanh? Như hạt nảy mầm rồi nhưng không tăng trưởng, như vậy gọi rằng sanh cũng là chưa sanh. Thế nào gọi rằng sanh là sanh? Như hạt giống nảy mầm thì mới tăng trưởng, nếu không nảy mầm thì không tăng trưởng. Tất cả pháp hữu lậu cũng đều như thế. Như vậy là những trường hợp sanh là sanh của các pháp ngoài Phật Pháp. Đại Bồ Tát Lưu Ly Quang bạch Phật: Bạch Thế Tôn, các pháp hữu lậu nếu như có sanh thì sự sanh đó là thường chăng hay là vô thường? Nếu sự sanh là thường thì các pháp hữu lậu ắt không có sự sanh. Nếu sự sanh là vô thường thì các pháp hữu lậu ắt phải là thường. Bạch Thế Tôn: Nếu cái sanh có thể tự sanh ra thì sự sanh không có tự tánh. Nếu có thể sanh ra cái khác thì do nhân duyên gì không sanh ra vô lậu? Bạch Thế Tôn: Nếu trong khi chưa sanh mà có sự sanh, vì sao đến nay mới gọi là sanh? Nếu khi chưa sanh mà không có cái sanh, sao chẳng nói rằng hư không là sanh? Phật dạy: lành thay thiện nam tử, những điều như không sanh cũng là sanh là không thể thuyết giảng, sanh là sanh cũng không thể thuyết giảng. Các trường hợp sanh là không sanh cũng không thể thuyết giảng, không sanh là không sanh cũng không thể thuyết giảng. Sự sanh cũng không thể thuyết giảng, sự không sanh cũng không thể thuyết giảng, nhưng vì có nhân duyên nên có thể thuyết giảng. Thế nào là không sanh là sanh, không thể thuyết giảng? Cái không sanh đó gọi là sanh, làm sao còn có thể thuyết giảng? Vì sao vậy? Vì cái không sanh đó đã sanh rồi. Thế nào gọi là sanh không thể thuyết giảng? Vì sanh là sanh nên có sự sanh, vì sanh là sanh nên có sự không sanh, như vậy cũng là không thể thuyết giảng. Thế nào là sanh là không sanh, không thể thuyết giảng? Có sự sanh nên gọi tên là sanh, sự sanh không tự nó sanh ra nên không thể thuyết giảng. Thế nào gọi rằng không sanh là không sanh cũng không thể thuyết giảng? Không sanh đó gọi là niết bàn, niết bàn không sanh ra nên không thể thuyết giảng. Vì sao vậy? Vì nhờ tu tập theo chánh đạo mà được niết bàn chứ không có sự sinh ra. Thế nào là sự sanh cũng không thể thuyết giảng? Vì tuy nói là có sự sanh nhưng vốn thật là không. Thế nào là sự không sanh cũng không thể thuyết giảng? Vì tuy nói là không sanh nhưng thật có sự chứng đắc. Thế nào là vì có nhân duyên nên có thể thuyết giảng? Vì có 10 pháp nhân duyên làm nhân cho sự sanh ra, vì nghĩa ấy nên cũng có thể thuyết giảng. Thiện nam tử, nay các ông chớ nên nhập pháp không định rất sâu xa. Vì sao vậy? Vì đại chúng nơi đây căn tánh chậm lụt. Thiện nam tử, sự sanh ra của các pháp hữu vi cũng là thường, nhưng vì sự tồn tại của chúng không thường nên sự sanh ra đó cũng là vô thường. Sự tồn tại của các pháp hữu vi cũng là thường, nhưng vì sanh tiếp nối sanh liên tục biến đổi nên sự tồn tại của chúng cũng là vô thường. Sự biến đổi cũng là thường, nhưng vì pháp là vô thường nên sự biến đổi cũng là vô thường. Sự hoại diệt cũng là thường, nhưng vì vốn từ chỗ không mà nay thành có nên sự hoại diệt cũng là vô thường. Thiện nam tử, do nơi thật tánh mà nói thì sự sanh ra, tồn tại, biến đổi, hoại diệt thể đều là thường, nhưng vì trong từng khoảnh khắc luôn tiếp nối nhau diệt mất nên không thể nói là thường. Vì đại niết bàn này có công năng trừ dứt các pháp ấy nên gọi chúng là vô thường. Thiện nam tử, các pháp hữu lậu khi chưa sanh ra vốn sẵn có tánh sanh nên sự sanh mới có thể sanh ra. Các pháp vô lậu vốn không có tánh sanh nên sự sanh không thể sanh ra. Cũng như lửa sẵn có tánh cháy, gặp đủ điều kiện ắt sẽ bùng cháy. Mắt sẵn có tánh thấy, nhân có đủ các điều kiện như hình, sắc, ánh sáng, tâm thức nên có sự thấy. Pháp sanh ra của chúng sanh cũng là như vậy. Do sẵn có tánh sanh, gặp đủ các điều kiện nhân duyên nghiệp lực, cha mẹ hòa hợp nên có sự sanh ra. Lúc ấy Bồ Tát Maha Tát Lưu Ly Quang cùng 84.000 vị Bồ Tát Maha Tát nghe pháp ấy rồi liền vọt lên hư không, cao bằng 7 cây đa la, cung kính chắp tay bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chúng con nhờ ơn Như Lai ân cần dạy bảo, nhận nơi kinh Đại Niết Bàn mà lần đầu tiên nhận hiểu được ý nghĩa, nghe được những điều không thể nghe.
lại cũng giúp cho 84.000 vị Bồ Tát Mahātát hiểu sâu được sự sanh không sanh của các pháp. Bạch Thế Tôn, này con đã hiểu rõ, trừ dứt mọi sự nghi ngờ. Nhưng trong hội này còn có một vị Bồ Tát tên là Vô Úy. Muốn thưa hỏi, xin Phật rủ lòng thương cho phép vị ấy được thưa hỏi. Lúc ấy Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Vô Úy: Thiện nam tử, ông cứ tùy ý chất vấn, ta sẽ vì ông mà phân biệt giảng thuyết. Bấy giờ Bồ Tát Vô Úy cùng với 84.000 vị Bồ Tát đều từ chỗ ngồi đứng dậy, chỉnh trang y phục, rồi quỳ xuống chắp tay bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chúng sanh ở cõi này cần phải thực hiện những nghiệp lành nào để được sanh về cõi Phật bất động kia? Bồ Tát ở cõi này làm thế nào để được thành tựu trí tuệ, thành bậc oai dũng vượt trội trong loài người, có oai đức lớn, tu tập đầy đủ các hạnh, tâm trí sáng suốt nhanh lẹ, vừa nghe qua để có thể hiểu rõ? Đức Thế Tôn liền nói kệ đáp rằng: Không giết hại chúng sanh, giữ theo mọi giới cấm, tin pháp Phật nhiệm mầu, ắt sanh cõi bất động, không cướp đoạt tiền tài, thường bố thí khắp cả, xây chùa khắp bốn phương, ắt sanh cõi bất động, không gian díu vợ người, không tham dâm vợ mình, cúng dường bậc trì giới, ắt sanh cõi bất động, chẳng vì mình, vì người, mưu cầu lợi khủng bố, chỉ nói lời chân thật, ắt sanh cõi bất động, chớ nghịch hại người lành, lìa xa mọi kẻ ác, thường nói lời hòa hợp, ắt sanh cõi bất động, như các vị Bồ Tát, dứt bỏ lời nói độc, chỉ nói lời dễ nghe, ắt sanh cõi bất động, ngay cả lúc đùa vui, cũng nói khi thích hợp, nói năng thường thận trọng, ắt sanh cõi bất động. Thế người được tài lợi, lòng cũng mừng vui theo, không khởi lòng ganh ghét, ắt sanh cõi bất động, chẳng gây sự phiền giận, thường khởi lòng thương yêu, chẳng tìm cách làm ác, ắt sanh cõi bất động. Tà kiến phủ nhận thí, không cha mẹ xưa nay, chẳng thấy biết như vậy, ắt sanh cõi bất động. Đào giếng trên đường vắng, trồng cây trái rừng sâu, cúng dường người khất thực, ắt sanh cõi bất động, cúng dường Phật Pháp Tăng, một nén hương ngọn đèn, hoặc chỉ một cành hoa, ắt sanh cõi bất động, do chỉ, dù chỉ do sợ hãi, hoặc cầu lợi cầu phước, mà sao chép kinh này, ắt sanh cõi bất động, nếu vì cầu phúc lộc, dù chỉ trong một ngày, tụng đọc kinh điển này, ắt sanh cõi bất động, nếu vì đạo vô thượng, trong suốt một ngày đêm, thọ trì tám trai giới, ắt sanh cõi bất động. Những kẻ phạm cấm giới hoặc chê bai đại thừa, chớ chung đụng gần gũi, ác sanh cõi bất động. Bố thí người bệnh tật, dù chỉ một trái cây, vui vẻ mà thăm nom, ác sanh cõi bất động. Không đoạt của bố thí, khéo giữ vật, cúng Phật, quét dọn nơi chùa tháp, ác sanh cõi bất động. Tạo tượng và tháp Phật, dù nhỏ như ngón tay, thường khởi lòng hoan hỷ, ác sanh cõi bất động. Nếu vì kinh điển này, mang thân thể tài vật, cúng dường người thuyết pháp, ắt sanh cõi bất động. Nếu nghe rồi sao chép, thọ trì và tụng đọc, nghĩa sâu kín Phật dạy, ắt sanh cõi bất động. Lúc ấy Bồ Tát Vô Úy bạch Phật: Bạch Thế Tôn, này con đã biết được những nghiệp duyên tốt đẹp để sanh về cõi bất động. Bồ Tát Quang Minh biến chiếu cao quý Đức Vương, vì thương xót khắp cả chúng sanh nên đã có lời thưa hỏi: Nếu như lai giảng thuyết việc ấy ắt có thể làm lợi ích an lạc cho loài người và chư thiên, cùng các loài Atula, Càn Thát Bà, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già. Bấy giờ Đức Thế Tôn liền bảo Bồ Tát Quang Minh biến chiếu cao quý Đức Vương: lành thay thiện nam tử, đối với việc này ông nên hết lòng lắng nghe, này ta sẽ vì ông mà phân biệt giảng thuyết. Có những trường hợp vì có nhân duyên nên chưa đến là không đến, vì có nhân duyên nên đến cũng là không đến, vì có nhân duyên nên không đến cũng là đến, vì có nhân duyên nên đến là đến. Do nhân duyên gì mà chưa đến là không đến? Thiện nam tử, nói không đến đó là nói kẻ phàm phu chưa đến được đại niết bàn, vì có những sự tham dục sân khỏe ngu si, vì các nghiệp thân miệng chẳng trong sạch, vì nhận lãnh hết thảy những vật bất tịnh, phạm bốn tội nặng, chê bai phỉ báng kinh phương đẳng, làm kẻ nhất xiền đè rất mất lòng tin, phạm vào năm tội nghịch, vì những nghĩa ấy nên họ chưa đến là không đến. Thiện nam tử, do nhân duyên gì mà không đến cũng là đến, không đến đó gọi là đại niết bàn, vì nghĩa gì mà nói là đến được đại niết bàn? Đó là vì đã dứt hẳn tham dục sân khỏe ngu si và những nghiệp ác của thân của miệng, vì không nhận lãnh hết thảy những vật bất tịnh, vì không phạm vào bốn tội nặng, vì không chê bai phỉ báng kinh phương đẳng, vì không làm kẻ nhất xiền đè đoạn dứt niềm tin, vì không tạo năm tội nghịch,
vì những nghĩa ấy nên gọi là không đến cũng là đến. Hàng Tu Đà Hoàn tuy chưa đến nhưng trải qua 8 vạn kiếp thì đến. Hàng Tư Đà Hàm trải qua 6 vạn kiếp thì đến. Hàng A Na Hàm trải qua 4 vạn kiếp thì đến. Hàng A La Hán trải qua 2 vạn kiếp thì đến. Hàng Phật Bích Chi trải qua 1 vạn kiếp thì đến. Vì nghĩa ấy nên gọi là không đến cũng là đến. Thiện Nam Tử, vì nhân duyên gì mà đến cũng là không đến? Chỗ đến đó gọi là 25 cảnh giới hiện hữu. Tất cả chúng sanh thường bị vô lượng phiền não trói buộc che lấp, không ra khỏi được sự luân chuyển đến đi trong cảnh giới ấy. Như cái bánh xe quay tròn mãi, nên gọi đó là chỗ đến. Hàng Thành Văn Duyên Giác, vì các vị Bồ Tát đều đã vĩnh viễn dứt trừ sự luân chuyển trong các cõi ấy, nên gọi là không đến. Nhưng vì muốn hóa độ chúng sanh nên thị hiện vào trong đó, cũng gọi là đến. Vì nghĩa ấy nên nói rằng đến cũng là không đến. Thiện Nam Tử, vì nhân duyên gì mà đến là đến? Chỗ đến đó tức là 25 cảnh giới hiện hữu. Hết thảy phàm phu từ Tu Đà Hoàn cho đến A Na Hàm, vì nhân duyên phiền não nên gọi rằng đến là đến chỗ ấy. Thiện Nam Tử, vì ý nghĩa nghe được những điều không thể nghe cũng là như vậy. Có các trường hợp không nghe cũng là nghe, không nghe là không nghe, nghe cũng là không nghe và nghe là nghe. Thế nào là không nghe cũng là nghe? Thiện Nam Tử, không nghe đó gọi là Đại Niết Bàn. Vì sao nói là không nghe? Vì không phải pháp hữu vi, vì không phải âm thanh, vì không thể thuyết giảng. Nhưng vì sao cũng là nghe? Vì nghe được các danh xưng của Đại Niết Bàn như là thường lạc ngã tịnh. Vì nghĩa ấy nên gọi rằng không nghe cũng là nghe. Lúc ấy Bồ Tát Ma Ha Tát quang minh biến chiếu cao quý Đức Vương, bạch Phật, bạch Thế Tôn, như Phật có nói Đại Niết Bàn không thể nghe được, vì sao lại nói rằng thường lạc ngã tịnh là có thể nghe được? Vì sao vậy? Thế Tôn, người dứt trừ phiền não gọi là đạt được Niết Bàn, chưa dứt trừ thì gọi là không đạt được Niết Bàn. Vì nghĩa ấy nên tánh của Niết Bàn trước vốn là không mà sau là có. Nếu pháp thế gian trước vốn là không mà nay thành có, ắt phải gọi là vô thường. Ví như các loại bình chứa trước vốn là không sau lại thành có, đã có rồi sau lại hư hoại thành không, nên gọi là vô thường. Niết Bàn nếu cũng như thế thì sao lại nói là thường lạc ngã tịnh? Lại nữa bạch Thế Tôn, thường thì hết thảy những việc do nhân duyên tu tập trang nghiêm mà thành đều gọi là vô thường. Niết Bàn nếu cũng như thế thì lẽ ra là vô thường. Là những nhân duyên gì thành tựu Niết Bàn? Đó là 37 phẩm trở đạo, 6 pháp Bà La Mật, 4 tâm vô lượng là pháp quán tưởng, tướng xương trắng là pháp quán đếm hơi thở, là 6 niệm xứ là phân tích chia trẻ 6 đại. Những pháp như vậy đều là nhân duyên tạo thành Niết Bàn, cho nên Niết Bàn gọi là vô thường. Lại nữa bạch Thế Tôn, sự hiện hữu gọi là vô thường. Nếu như Niết Bàn là hiện hữu thì lẽ ra phải là vô thường, như trước đây Phật có dạy trong kinh A Hàm. Hàng Thành Văn Duyên Giác, các Đức Phật Thế Tôn đều có Niết Bàn, do nơi nghĩa ấy nên Niết Bàn gọi là vô thường. Lại nữa bạch Thế Tôn, các pháp có thể nhìn thấy được gọi là vô thường, như trước đây Phật có dạy, người nào thấy được Niết Bàn áp đoạn trừ hết thảy phiền não. Lại nữa bạch Thế Tôn, ví như hư không đối với hết thảy chúng sanh đều bình đẳng không chướng ngại nên gọi là thường. Nếu Niết Bàn là thường và bình đẳng, vì sao chúng sanh lại có kẻ được người không được? Niết Bàn nếu là như thế, đối với chúng sanh không bình đẳng như nhau, ắt không thể gọi là thường. Thế Tôn, ví như có 100 người cùng oán hận một người, nếu kẻ bị oán hận ấy bị hại, ắt có nhiều người được vui. Nếu như Niết Bàn là pháp bình đẳng thì khi một người đạt được, lẽ ra cũng có nhiều người được. Khi một người dứt trừ những sự trói buộc, lẽ ra cũng có nhiều người được dứt trừ. Nếu không phải như vậy, làm sao gọi là thường? Ví như có người cung kính, cúng dường, tôn trọng, ca ngợi vị quốc vương hay vương tử, cha mẹ, sư trưởng, người ấy ắt được sự lợi dưỡng, việc như vậy không gọi là thường. Niết Bàn cũng giống như vậy nên không gọi là thường. Vì sao vậy? Như Phật trước đây trong kinh A Hàm có dạy A Nan rằng, nếu ai thường cung kính Niết Bàn, thì người ấy dứt trừ được phiền não trói buộc, thọ hưởng niềm vui vô lượng. Do nơi nghĩa ấy nên không gọi là thường. Bạch Thế Tôn, nếu trong Niết Bàn có những danh xưng như thường lạc ngã tịnh thì không gọi là thường, còn như không có những danh xưng ấy thì Niết Bàn làm sao có thể thuyết giảng? Lúc ấy Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Ma Ha Tát Quang Minh Viên Chiếu cao quý Đức Vương, thực thể của Niết Bàn chẳng phải trước là không mà sau là có. Nếu thực thể của Niết Bàn là trước không sau có thì ắt không phải pháp vô lậu thường trụ. Dù có Phật hay không có Phật thì tánh và tướng của Niết Bàn vẫn là thường trụ, chỉ vì chúng sanh bị phiền não che lấp
nên không thấy được niết bàn, liền nói là không có. Hàng Bồ Tát Maha Tát dùng giới định tuệ chuyên cần tu sửa trong tâm, khi dứt hết phiền não rồi liền thấy được niết bàn. Vì thế nên biết rằng niết bàn là pháp thường trụ, chẳng phải là trước vốn không mà sau thành có, vì thế nên gọi niết bàn là thường. Thiện nam tử, ví như dưới giếng nước trong căn nhà tối có đủ bảy báu, người ta cũng biết là có nhưng vì tối nên không nhìn thấy. Người khôn ngoan khéo biết phương cách để thắp lên ngọn đèn lớn mang đến soi sáng thấy được tất cả. Người ấy đối với việc đó không hề nghĩ rằng nước và bảy món báu trước là không mà nay thành có. Niết bàn cũng như thế, vốn luôn sẵn có, chẳng phải đến nay mới có, vì phiền não tối tăm nên chúng sanh không thấy. Bậc Như Lai trí tuệ lớn lao, khéo dùng phương tiện thắp lên ngọn đèn trí huệ, khiến cho các vị Bồ Tát thấy được niết bàn thường lạc ngã tịnh. Vì thế, người có trí tuệ đối với niết bàn không nên nói rằng trước vốn là không mà nay mới có. Thiện nam tử, ông nói rằng do nhân duyên tu tập trang nghiêm mà được thành tựu niết bàn nên niết bàn là vô thường, nghĩa ấy không đúng. Vì sao vậy? Thiện nam tử, thực thể của niết bàn là chẳng phải sanh ra, chẳng phải xuất hiện, chẳng phải chân thật, chẳng phải hư dối, không do sự tạo tác các nghiệp mà sanh, nên không phải là pháp hữu lậu hữu vi. Niết bàn cũng không phải nghe, không phải thấy, không xa đọa, không chết mất, không phải tướng riêng biệt, cũng không phải tướng tương đồng. Niết bàn cũng không đi qua, không trở lại, không phải quá khứ, tương lai hay hiện tại, không phải duy nhất, cũng không phải nhiều, không dài, không ngắn, không tròn, không vuông, không sắc nhọn, không tả lệch, không phải có tướng, cũng không phải không có tướng, không phải tên gọi, không phải hình sắc, không phải nhân, không phải quả, không phải ta và vật của ta. Vì những nghĩa ấy nên niết bàn là thường còn không hề biến chuyển, thay đổi. Nhưng phải dùng sự tu tập các pháp lành trong vô lượng A Tăng kỳ kiếp để trang nghiêm tự thân rồi sau mới thấy được niết bàn. Thiện nam tử, ví như dưới lòng đất có mạch nước đủ tám vị, nhưng chúng sanh chẳng ai lấy được. Người có trí tuệ liền ra công đào xuyên qua đất lấy được mạch nước ấy. Niết bàn cũng giống như thế. Ví như người mù không thấy được mặt trời mặt trăng, nhờ thầy thuốc điều trị rồi liền thấy được. Nhưng mặt trời mặt trăng ấy không phải trước vốn là không mà nay thành có. Niết bàn cũng thế, từ trước vẫn tự sẵn có, không phải đến nay mới có. Thiện nam tử, ví như người có tội bị trói giữ trong ngục tù lâu lắm mới được thả ra. Khi trở về nhà liền thấy được cha mẹ, anh em, vợ con quyến thuộc. Cha mẹ anh em đó thật không phải trước vốn là không mà nay thành có. Niết bàn cũng là như thế. Thiện nam tử, ông nói rằng niết bàn là do nhân duyên mà được nên lẽ ra phải là vô thường. Điều này cũng không đúng. Vì sao vậy? Thiện nam tử, có 5 loại nguyên nhân. Những gì là 5? Một là nguyên nhân sanh ra, 2 là nguyên nhân hòa hợp, 3 là nguyên nhân tồn tại, 4 là nguyên nhân tăng trưởng, 5 là nguyên nhân bên ngoài. Thế nào là nguyên nhân sanh ra? Nguyên nhân sanh ra tức là các thứ nghiệp phiền não trong tâm, các loại hạt giống cây cỏ bên ngoài, những thứ ấy gọi là nguyên nhân sanh ra. Thế nào là nguyên nhân hòa hợp? Như tâm thiện với tâm thiện cùng hòa hợp, tâm bất thiện với tâm bất thiện cùng hòa hợp, tâm vô ký với tâm vô ký cùng hòa hợp, đó gọi là nguyên nhân hòa hợp. Thế nào là nguyên nhân tồn tại? Như nhờ có những cây cột chống giữ bên dưới nên mái nhà không sập, núi sông cây cối nhờ có mặt đất chống giữ nên mới đứng vững. Trong thân chúng sanh có 4 đại với vô lượng phiền não nên mới tồn tại, đó gọi là nguyên nhân tồn tại. Thế nào là nguyên nhân tăng trưởng? Nhưng nhờ có các điều kiện quần áo, thức ăn uống nên chúng sanh mới tăng trưởng. Như các loại hạt giống ngoài trời, nếu không bị lửa thiêu cháy, không bị chim ăn mất thì mới được tăng trưởng. Như các vị Sa Môn, Bà La Môn nhờ nương theo hòa thượng thiện tri thức mà được tăng trưởng. Như con nhờ cha mẹ mà được tăng trưởng, đó gọi là nguyên nhân tăng trưởng. Thế nào là nguyên nhân khác từ bên ngoài? Ví như nhờ có thần chú nên ma quỷ chất độc đều không thể làm hại. Như nhờ vị quốc vương nên không có giặc cướp. Như hạt nảy mầm nhờ các điều kiện đất nước, độ ẩm, không khí. Như để làm ra món bơ sữa thì cần phải có nước, sự khuấy đảo, công người làm. Đó là nguyên nhân khác bên ngoài. Như ánh sáng hình sắc là nguyên nhân bên ngoài của nhãn thức. Như tình huyết, cha mẹ là nguyên nhân bên ngoài của chúng sanh. Như các điều kiện thời tiết đều gọi là nguyên nhân bên ngoài. Thiện nam tử, thực thể của niết bàn chẳng phải do 5 loại nguyên nhân như vậy mà thành. Sao lại nói rằng niết bàn là vô thường? Thiện nam tử, có 2 loại nguyên nhân. Một là nguyên nhân tạo thành, 2 là nguyên nhân làm rõ, như các dụng cụ, vòng dây của người thợ làm đồ gốm, đó gọi là nguyên nhân tạo thành, như đèn đuốc, soi sáng những vật trong chỗ tối, đó là nguyên nhân làm rõ. Thiện nam tử, đại niết bàn không do nguyên nhân tạo thành mà có, chỉ do nhân làm rõ để thấy được.
Nhân làm rõ Niết Bàn là 37 pháp trợ đạo, 6 pháp ba la mật. Đó gọi là nguyên nhân làm rõ, vì nhân đó mà thấy được Niết Bàn. Thiện nam tử, bố thí là nhân Niết Bàn, chẳng phải là nhân đại Niết Bàn. Pháp bố thí ba la mật mới được gọi là nhân đại Niết Bàn. 37 phẩm là nhân Niết Bàn, chẳng phải là nhân đại Niết Bàn. Vô lượng vô số pháp trợ bồ đề mới được gọi là nhân đại Niết Bàn. Bấy giờ Bồ Tát Maha Tát Quang Minh biến chiếu cả quý Đức Vương bạch Phật: Thế Tôn, bố thí thế nào không gọi là bố thí ba la mật? Bố thí thế nào gọi là bố thí ba la mật? Tương tự cho đến bát nhã ba la mật, thế nào không gọi là bát nhã ba la mật? Thế nào gọi là bát nhã ba la mật? Thế nào gọi là Niết Bàn? Thế nào gọi là đại Niết Bàn? Phật dạy: Thiện nam tử, hàng Bồ Tát Maha Tát tu hành kinh điển phương đẳng đại bát Niết Bàn, không nghe đến bố thí, không thấy có bố thí, không nghe đến bố thí ba la mật, không thấy có bố thí ba la mật, cho đến không nghe bát nhã, không thấy có bát nhã, không nghe bát nhã ba la mật, không thấy có bát nhã ba la mật, không nghe đến Niết Bàn, không thấy có Niết Bàn, không nghe đến đại Niết Bàn, không thấy có đại Niết Bàn. Bồ Tát Maha Tát tu hành đại Niết Bàn, thấy biết pháp giới, hiểu rõ tướng chân thật vốn là không, không có vật sở hữu, không có các tướng tri giác hòa hợp, đạt đến chỗ thấy được các tướng vô lậu, tướng không tạo tác, tướng như ảo hóa, tướng như hơi nắng nóng, như cảnh thành biến hóa mà có, tướng rỗng không. Khi Bồ Tát thấy được những tướng như vậy thì không còn có tham sân si, không nghe không thấy. Đó gọi là tướng chân thật của Bồ Tát Maha Tát. Bồ Tát trụ yên nơi tướng chân thật liền tự biết phân biệt, đây là bố thí ba la mật, cho đến đây là bát nhã, đây là bát nhã ba la mật, đây là Niết Bàn, đây là đại Niết Bàn. Thiện nam tử, thế nào là bố thí, không phải bố thí ba la mật? Thấy có người đến xin rồi sau đó mới cho, đó gọi là bố thí, không phải bố thí ba la mật. Nếu người không đến xin mà tự mình mở rộng lòng cho, đó gọi là bố thí ba la mật. Nếu thường bố thí theo thời gian có gián đoạn, đó cũng gọi là bố thí, không phải bố thí ba la mật. Như tụ tập trong tâm lúc nào cũng bố thí, đó gọi là bố thí ba la mật. Nếu bố thí cho người khác rồi sanh lòng tiếc nuối, đó gọi là bố thí, không phải là bố thí ba la mật. Bố thí rồi không hề tiếc nuối, đó gọi là bố thí ba la mật. Hàng Bồ Tát Maha Tát quán xét rằng giữ lấy tài vật thì sanh ra bốn điều lo sợ. Một là sợ vua quan thu mất, hai là sợ giặc cướp lấy mất, ba là sợ nước lụt cuốn mất, bốn là sợ nạn lửa thiêu mất. Quán xét như vậy rồi, liền hoan hỷ bố thí cho kẻ khác, đó gọi là bố thí ba la mật. Nếu bố thí mà mong cầu được báo đáp thì gọi là bố thí, không phải bố thí ba la mật. Bố thí không mong cầu báo đáp, đó gọi là bố thí ba la mật. Nếu bố thí vì sự khiếp sợ, vì cầu được danh tiếng lợi dưỡng, vì cầu cho phép nhà truyền nối chẳng dứt, vì mong cầu năm món dục ở cõi trời, hoặc vì lòng kiêu mạn, vì muốn hơn kẻ khác, vì tình quen biết, vì cầu được báo đáp, những cách bố thí như vậy đều chỉ giống như sự đổi trác nơi chợ búa mà thôi. Thiện nam tử, như người trồng cây là vì muốn có bóng mát, vì muốn được hoa quả, hoặc để có cây gỗ. Nếu người tu hành bố thí theo những cách như vậy thì gọi là bố thí, không phải là bố thí ba la mật. Bồ Tát Maha Tát tu hành pháp đại Niết Bàn này không thấy có người bố thí, không thấy có người thọ nhận vật bố thí, không thấy có tài vật bố thí, không thấy có thời điểm thích hợp hay không thích hợp để bố thí, không thấy người nhận bố thí là phước điền hay không phải phước điền, không thấy có nhân, không thấy có duyên, không thấy có quả báo, không thấy có người tạo tác, không thấy có kẻ thọ nhận, không thấy là nhiều, không thấy là ít, không thấy là trong sạch hay không trong sạch, không khinh thường người thọ nhận, không khinh thường thân mình hay tài vật, không thấy có người thấy hay người không thấy, chẳng phân biệt mình và người khác, chỉ vì pháp thường trụ phương đẳng đại bát Niết Bàn nên tu hành bố thí, vì lợi ích hết thảy chúng sanh nên thực hành bố thí, vì dứt trừ phiền não của tất cả chúng sanh nên thực hành bố thí, vì chúng sanh nên thực hành việc bố thí mà không thấy có kẻ thọ nhận, có người bố thí và tài vật bố thí. Thiện nam tử, như người rơi xuống biển sâu ôm lấy xác chết mà được thoát nạn. Bồ Tát Maha Tát tu pháp đại Niết Bàn thực hành việc bố thí cũng vậy, giống như người ôm lấy xác chết kia. Thiện nam tử, như người bị nhốt trong ngục kín, cửa nẻo kiên cố, chỉ có một lỗ trống nơi nhà xí, liền chui theo lỗ ấy mà thoát ra, không còn bị giam cầm. Bồ Tát Maha Tát tu pháp đại Niết Bàn thực hành việc bố thí cũng vậy, giống như người chui theo lỗ trống ở nhà xí kia.
Thiện nam tử như người thuộc dòng quý tộc, gặp nạn khủng bố cấp bách, không có chỗ nương cậy, phải nương theo kẻ hạ tiện dòng trên Đà La để thoát hiểm. Bồ Tát Ma Ha Tát tu pháp đại niết bàn, thực hành việc bố thí cũng vậy, giống như người quý tộc nương theo kẻ hạ tiện kia. Thiện nam tử như người có bệnh, vì muốn dứt bệnh khổ được an vui nên phải uống loại thuốc nhờ nhớp. Bồ Tát Ma Ha Tát tu pháp đại niết bàn, thực hành việc bố thí cũng vậy, giống như người bệnh phải uống loại thuốc nhờ nhớp kia. Thiện nam tử như người Bà La Môn, gặp lúc cơm gạo đắt đỏ, vì sự sống nên phải ăn thịt chó. Bồ Tát Ma Ha Tát tu pháp đại niết bàn, thực hành việc bố thí cũng vậy, giống như người Bà La Môn bất đắc dĩ phải ăn thịt chó kia. Thiện nam tử trong đại niết bàn, những việc như vậy từ vô lượng kiếp tới nay không thể nghe mà được nghe. Về việc giữ giới luật và trì giới ba la mật cho đến bát nhã và bát nhã ba la mật, ta đã giảng rộng trong kinh Hoa Nghiêm.